đó mọi người. Hiện tại thì mình đang chuẩn bị trải nghiệm con game Thiên Long Bát Bộ 2 Thế Giới Thiên Long Hoàn Mỹ. Hãy chọn môn phái này, bây giờ chúng ta có Thiếu Lâm này, Nam Ly này, Võ Đang này, Cái Bang này, Tiêu Giao, Thiên Sơn. Kiều Phong là Cái Bang, Đoàn Dự là Võ Đang. Còn ông Anh Tú thì là Thiếu Lâm. Bởi vì thú thật là ở trên Thiên Long Bát Bộ mình không nhớ cái phải Thiếu Lâm người ta làm gì lắm. Ok. Gọi là phái nhà nghèo. Kiểu Cái Bang, Kiều Phong nhân vật chính của em. Anh xem Cái Bang không? Bên này xem kỹ năng này. Kiểu gì cũng rồng phi long đại thiên thấy chưa? Xong Hàng Long Thần Bát Trưởng đúng không? À bùng đả cầu bóng pháp đúng không? Hàng Long Hữu Hải à? Mình tưởng Hàng Long Hữu Hối. Hàng Long Hữu Hối chứ Hàng Long Hữu Hải nhỉ? Đấy, đại khái là sẽ có đánh lan. Sát thương nhóm này. Hơi thừa cái gì. Ê, ngày xưa mình nhớ là mình chơi đâu có cái quả này đâu. Tiềm Long Vận Dụng. Đúng rồi. Cái Bang nói chung là bang nghèo nhất. Bởi vì toàn ăn xin ăn mày thôi. Đấy. Năng đi thì thôi, xin phép. Cái Bang thì có bang ngồi. Mình nghĩ là cái Bang Trưởng với cả cái Bang Bổng. Nhưng mà từ nãy đến giờ mình thấy là toàn bổng thôi. Thế là chắc ở đây thì chắc là không có cái Bang Trưởng. Bởi vì mình thấy là cầm cái bổng là chính. Hồi xưa rồng nhiều hơn à. Thế nên bây giờ nếu mà đồ họa đẹp hơn thì các thứ ngon mà. Với cả ông anh bảo là hình như là dạo này cái game này này nó chỉ có một cái game này duy nhất là đánh kiểu hit and run. Hiểu không? Đánh kiểu hit and run tức là vừa khinh công vừa nhảy vào đánh. Ê y hệt như cái mỗi khi mình đi AD ấy. Tức là vừa khinh công vừa bay xong rồi vừa trưởng đấy. Thành ra là đây là cái game duy nhất trong tất cả các cái game mà có cái chế độ này. Mà mình cũng đang thắc mắc xem nó là như thế nào. Thực sự là đang thắc mắc bởi vì là nhìn ngầu nhỉ. Mặt nào nhỉ? Mặt này nhìn hơi bê. Đây, nhìn ngầu tí cho nó. Đây là mặt này giống ông Anh Tú này. Tôi đàn ông con trai tóc ngắn đi nhỉ. Nào, đây là sóng mũi à? Đó, đây là mặt. Xương hàm. Đấy, đàn ông cắm phải bánh ra tí. Từ từ giống thằng Ola ấy nhỉ? Không, Cái Bang thì phải nghèo ấy mà. Cái Bang nghèo, nghèo thì phải gầy. Cầm thì cho nó nhọn hẳn ra một tí bởi vì nó gầy mà. Cái Bang nghèo lắm. Cái Bang mà nhìn thịt kiểu béo béo bạnh bạnh ra tí khi người ta không có cho. Kiểu phong tóc dài. Người ta đừng đi ra đừng đi. Ok. Đây. Nhìn có vẻ khắc khổ tí. Nhìn cũng bắt đầu giống mình rồi đấy. Không, mình không gầy này. Đấy. Nhìn thế kia không phải là nghèo mà là nghĩa. Không. Như này của má này hơi sắc. Hơi sắc khu à. Sát ở đây, cái này hợp lý nhất rồi. À chán à. Nghèo thì có nghĩa đồng nghĩa với thông minh. Mà thông minh có nghĩa là chán cao. Đây, nghèo rồi. Đây, chán to, chán cao. Ok, rồi. Tôi thân cái này thôi. Giọt sơn vấn là nào. Ole, so baby. Đấy. Thế cho nó dễ quá. Ok, rồi. Ui, di chuyển này đấy. Đi theo nhánh cây cho xem nào. Ui, nhảy lên luôn. Đi theo nhánh cây tiếp. Đến mục tiêu nhiệm vụ. Ui. Ê, đồ họa bị kiểu ảo ma ấy. Tuyết sư tỷ. À, thế hóa ra từ nãy đến giờ là chị em đánh nhau. Chỉ cần điều tra rõ thôi. Ok, ok. À, mở sự kiện nào. Đến đây vẫn đánh nhau á. Đuổi theo sư tỷ lần nữa. Ui. Đàn ông con trai đi đánh con bà thế. Nào, bước về kinh tăng xem tình hình hiện tại nào, đánh nhau nào. Ô, phải đánh nào. Đây. Ui, nhìn đẹp phết nhở. Phá hủy kim căng trận, tức là ngồi đầm hết chỗ này đúng không? Đồ họa nhìn ngon mà, đồ họa ok đấy. Nào, đả cầu bổng, ok. Phi Long Tại Thiên. Theo như mình được biết thì Phi Long Tại Thiên là skill rất là ối rồi ôi của Cái Bang. Nào, nếu mà mình ấn tab vào có nghĩa là mình sẽ khóa mục tiêu vào đây. Đấy. Ok, và bây giờ mình sẽ đột tiến đả cầu bổng, có nghĩa là dùng gậy đánh chó. Sát thương đơn, Phi Long Tại Thiên. Ok. Game này có anh công bay làm đá phê vãi. Ok, rồi, anh đang ngồi chờ xem là level mấy là anh được chạm vào cái Phi Long đây. Mọi người ơi, tí nữa đi đến giờ PK thì mọi người nhắc mình một cái nhá, để mình còn đi PK một phát. Cái này thì mình chỉ có ấy thôi, mình chỉ có gọi là trải nghiệm lúc mới để đi theo Tuyết Sư Tỷ làm cái gì thôi. Chiến đấu với khách.
Cụ già thần bí, ok. Nạc đầu tiến ạ, đà cầu bổng này. Nạc rồi đã tay luôn. Dùng tới dùng vết ạ, ok. Lại phải, à, phải di chuyển hit and run các bạn ạ. Ok, khống chế, ok. Phải có tí khống chế vào, đúng rồi. Kỳ Long tại thiên, bảo cầu bổng phát. Một bổng đập chết chó. Ui, nhưng cái này là phải hit and run nha. Cái này phải hit and run nha, cái này mà đủ. Nào, đây, mấy cái này thì mình có cái phép rồi. Cái này đánh tay thôi. Khổ quá, trong đầu thì có cái skill nào thì nghĩ ra skill đấy thôi. Ui, này, quả này được, tớ hứa là tớ này được. Trời ơi, thách đấu rồi. Ông này chắc đại cao thủ, mình đại thách đấu rồi. Đúng rồi. Rồi. Ok. Cái băng này, cái băng bổng rồi. Ok, trị liệu. Ê, đồ họa đẹp nhá, đồ họa cái này bất ngờ nhá. Bởi vì lúc đầu ấy, tớ chỉ nghĩ là mấy cái game này chỉ là game cày cuốc thôi. Thì tớ ấn một phát vào là coi như là Ê, cái trò này giống ở trên PS này. Thôi bỏ qua hình ảnh này các. Ê, cái trò ấn kiểu này là hồi xưa mình đá PES. À quên, mình chơi trên PES là các thứ là ấy. Ê, thì cái kiểu này có nhiều cách chơi nhìn hay nhở. Ê, ông này là kiểu phong chắc luôn này. Tôi nhớ là cái mũ này là kiểu phong. Kiểu phong hay tiêu phong nhỉ. Bây giờ việc của mình là phải đi PK. Nào, hiện tại là mục tiêu này, khóa mục tiêu nhảy đấy. Giới thiệu với các bạn là cái nick này thì nó có khinh công rồi. Nick này thì có khinh công rồi. Và bây giờ thì mình đang cần phải đi vào PK để mình thử xem là quả đạn của mình phát này như thế nào. Bởi vì nhìn như thế này có vẻ như là kiểu phong đấy, chưa được đến kiểu phong. Và bắt đầu thấy rồng rồng rồi đấy. Uầy, cái trò bay nhảy các thứ này ok nhá. Mình thì mình không biết là bởi vì mình đang chơi máy tính. Nếu mà các bạn nào mà đã chơi bằng điện thoại rồi thì các bạn cho mình một chút gọi là trải nghiệm về điện thoại thì nó như thế nào. Bởi vì là mình chưa hề đao trên điện thoại. Mình mới chỉ đao trên máy tính thôi mà nó đã nhìn ngầu đét thế này rồi thì không hiểu là trên điện thoại nó sẽ như thế nào. Đấy, thì cứ tải về. Bởi vì hiện tại là mình đang chơi ở trên PC. Còn ở trên điện thoại thì như thế nào thì mình không có rõ. Bây giờ thì muốn nhìn trên điện thoại thì các thứ thì các bạn thử tải về điện thoại xong rồi các bạn ấy xem. Bởi vì cái link tải này nó bao gồm cả điện thoại, cả PC nha. Cả iOS, cả Android đấy. Mà mình nghĩ là nếu mà chơi trên điện thoại thì kiểu điện thoại bạn nào mà kiểu yếu yếu quá thì mình có thể giảm cấu hình xuống được. Còn bây giờ là mình đang chơi gọi là full cấu hình. Nào, bây giờ thì có ba ông này, Mr. Thắng này, anh MC này. Có lẽ là mình đang sẽ là gánh team chẳng hạn, tăng tốc một phát nào. Vã luôn. Nào, đột tiến này, sát thương đơn này, nhảy lên. Có ba ông đằng sau đúng không? Cần ba, đảo cầu bồng phát, đột tiến, phi long tại thiên, vã luôn. Rồi, khi nào mà mình không ấy được thì mình sẽ né. Rồi, phi long tại thiên tiếp. Rồi, né. Đang làm quả khống chế nhóm nào. Khống chế nhóm. Rồi, tăng tốc, rồi, sát thương đơn. Đột tiến, rồi, đập nốt. Sát thương nhóm, ok. Đấy rồi. Ê, bây giờ mình mới biết là cái băng có cả độc, có cả hỏa nhá. Bình thường mình chỉ nghĩ là chỉ lửa thôi, nhưng mà nhìn một xe là cây này chắc chắn là hỏa rồi. Ngày xưa mình còn có cả đọc xem phim thì còn có cả tinh túc lão tiên nữa. Ui, nhìn đẹp vai trưởng các bạn ơi. Nào, sát thương nhóm làm một phát đánh lan nào. Chơi game thì mình thích nhất là mấy cái sát thương đánh lan. Phi long tại thiên nào. Ê, ông kia đang đội 77 nhá, mình 79 nhá, hello nhá, nó không. Ê, ông kia 79. Ê, ông kia khỏe nhá, ông kia khỏe nhá. Thế là thắng hay thua, Hỏa với độc. Thắng chưa. Ok, đập nó thằng này là xong. Mình muốn nhìn chân thú đi. Đây, hình như đây là con rồng của mình hay sao ấy nhỉ. Con này là giao long. Thanh long. Thiên nhiên thanh long. Đại khái con rồng này của mình level 78. Mấy con này thì sao? Ashiba luôn mà. Có con nào giống con Mike của lọ nhà mình không? Khỉ. Công lực này, Ashiba giữa tầm 29.000. Đồng anh đã vô máu. Đồng anh chẳng vô máu. À thế ạ. Vích mượn này em. Thầy thần rồng hoặc thì là long mã. Ngựa à? Bạch long mà. Long mã, ngựa rồng. Ô, con này là gì? Đường lang quyền. Họ cào. Thế thì
Con dao long này tầng nhất rồi, công lực 96.000, đại khái là nó thêm khoảng tầm 96.000 đam chiến được nào. Đây, con pet đây. Bồi dưỡng, bồi dáng xem nào. Đây, mình ở đây ở trong cái này thì... Chắc con này là con của mình rồi đúng không? Con hỏa long, thanh long, bạch long. Con này là hắc long, hắc long, hắc long, hắc kim long, hắc kim long, hắc kim long biến dị luôn. Mà đại khái là con hắc kim long này biến dị level 9 không? Chân long kỳ cuộc nè, đấy rồi. Được, tôi cũng không tin là tôi không chơi được quả của mấy bạn này. Mộ dung thiếu gia đến đây, mộ dung phục à? Mộ dung bắt Tiểu Phong Nam mộ dung ok, nhưng mà mộ dung là phái gì nhỉ? Đây rồi. Hồi xưa mộ dung là hệ gì nhỉ? Càng long hữu hối. Rồi. Ê, kiểu bạo kích nhìn kinh nhở. Đã đặt vào túi, ok. Xong thì đã thích lập này đi đấy. À, đã đi đánh cờ đúng không? Đây có nghĩa đen là đi đánh cờ các bạn ạ. Bình thường là mình chỉ đánh cờ thôi, còn bây giờ mới chính xác nó là đánh cờ này. Tức là đi đập cờ luôn á. Nào, sát thương nhóm này. Đấy, mà khi mà nảy bạo kích lên sát thương nhóm nhìn kiểu đánh lan các thứ nhìn hay nhỉ. Đây, giới thiệu các bạn là đây là gọi là một pha rồng bay tứ tung. À, đây, gọi là rồng bay tứ tung đấy. Nào, khống chế cái nào. Khống chế nhóm này, khống chế nhóm đi. Ôi, khống chế thì mình... À đâu, chúng nó có di chuyển quái đâu mà phải khống chế nhỉ. Thôi, đánh sang bên này thôi. Một kiếm này. Không nào đây. Phải đánh mày không? Đến hôm này không? Ok. Đến hôm này xong rồi ấy nhá. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình đến hôm này. Cứ từ nãy đến giờ trời cũng hơi chóng mặt. Đồ họa đẹp quá, với mấy ông mà suốt ngày đánh cờ như mình thì hoa mắt cũng đúng rồi. Anh em chơi game này anh em thấy thế nào? Anh em xem stream cái này anh em thấy thế nào? Mình thấy đồ họa kiểu đỉnh các thứ ấy. Đồ họa rất ok luôn á. Nhưng mà bấm chuột này thêm ngoài tay không biết là ở trên điện thoại thì như thế nào. Trên điện thoại mình sẽ không phải bấm nhiều như thế này đâu, trên điện thoại mình cái kiểu để ấy thôi. Đây khi mà cả ba cùng lao vào nện, hôm nay là cái gì đấy. Đây mình kéo xuống đây để cho anh em ngồi nhìn cho nó dễ nào. Ok, nhấp kinh công, rồi nhấp. Ô, bây giờ đã cô đơn thì thớ mà con AI nó còn hướng dẫn được cơ. Sao kìa? Bấm ngã tự động đánh khỏi kích chuột, nó không nói sớm. Mỏi hết cả tay người ta. Ở đâu nhưng mà mình ngã không? Đây, anh bỏ tay ra được không? Ngon. Anh họ phải đưa dao không? Anh họ đang chơi đấy. Anh họ đang... Ô, đấy, thế là bấm ngã để mà được auto rồi. Bên nhìn cái kiểu máy auto nhưng ngầu hơn hẳn luôn nhở. À, có mộng đấy, kia long thái thiên rồi. Thằng long hiệu bối, con máy khi đưa lên kia thì sao, khẳng định nó dùng không? Đúng ngã của chúng ta có dùng mấy cái khống chế nào không? Hay chỉ là có phải thay thiên hay được? Hiện tại thì mình đang có 1.230 vạn sát thương. Tức là từ nãy đến giờ là bé gánh tim đấy các bạn. Rất là màu đen luôn á. Không biết là mình còn quên cái gì không? Đánh xong thằng này là xôi xong thôi đúng không? Nhận được 40 điểm hiệp nghĩa rồi. Ok. Ok. Vừa rồi thì mình vừa mới trải nghiệm Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ, thế giới Thiên Long Hàng Mỹ các bạn. Cái game này là của VNG các bạn nhá. Từ nãy đến giờ thì chắc là mọi người nào mà hay xem mình từ nãy đến giờ ấy để ý đồ họa của con game này rất là ngon. Và khi mà mình chơi cái game này ở trên máy tính các thứ thì máy tính mình cũng thuộc dạng là khá là khỏe. Nên là từ nãy đến giờ xem mình có để mắc cấu hình. Nhưng mà dành cho những cái bạn nào mà chỉ dùng máy tính và điện thoại nhưng mà không được khỏe lắm á, thì
thì à, nói luôn là ở trên cái game này là chơi được cả máy tính và điện thoại nhá. Thì dành cho những cái bạn nào mà kiểu chơi mà không được khỏe lắm thì chúng ta có thể hạ bớt setting xuống một chút. Còn từ nãy đến giờ thì mình muốn trải nghiệm một cách ngon nhất, thành ra là mình cứ full setting mình chơi. Và hơi tiếc một chút là mình chưa có trải nghiệm được bằng điện thoại, bởi vì cái con game này có một cái rất là hay là chơi được cả trên điện thoại, cả trên PC, và có một cái cực kỳ đặc biệt mà tất cả những cái con game khác không có, mà chỉ có cái con game Thiên Long Bát Bộ phần 2 của VNG này có thôi. Có nghĩa là khi mà cái các bạn PK ấy, thì từ nãy đến giờ mình ấn space rồi ấn cách này, còn ở trong phần điện thoại thì mình không biết là nó sẽ ấn vào đâu, chắc là bấm thẳng vào cái cách này thôi. Còn khi mà cái này dành PK thì mình có thể nhảy lên khinh công, và khi mình vừa khinh công thì mình vừa có thể đánh đó. Các bạn thấy không, vừa mới nhảy lên và mình vừa có thể vụt. Có nghĩa là cái chế độ này theo như mình đọc gọi là hit and run, dành cho những cái ông nào mà kiểu tay nhanh các thứ. Và nếu mà chơi để mà trải nghiệm ngon nhất nhất thì mình nghĩ là dùng điện thoại sẽ thích hơn rất là nhiều. Từ nãy đến giờ mình dùng máy tính và cái kỹ năng khả năng xử lý của mình PK mình không có được ngon lắm. Đấy, và khi các bạn vừa bay lên, các bạn nhảy lên như thế này, các bạn vẫn có thể tung kỹ năng. Và đấy là một cái rất là độc đáo của cái con game này. Mình không nghĩ là những cái game khác có thể có đâu, bởi vì đến bây giờ mình mới chỉ nhìn thấy game này có thôi. Cảm ơn mọi người đã xem buổi livestream ngày hôm nay nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye. Thiên Long Bát Bộ 2 VNG tải ngay trên App Store hoặc Google Play.